gọi con này là con giun tóc ha. Rồi về mầm bệnh gây ra cái bệnh giun tóc này thì nó là do con giun tóc, con Chichirit Chichirre ha, Chichirit Chichirre. Rồi con này á thì nó có ở trong những cái người mà họ bị nhiễm ha. Thì khi mà những cái người này họ thải cái phân của họ ra thì nó có mang cái trứng của con giun tóc này nha. Và nó sẽ bám trên các cái nước uống, các cái thức ăn ha. Và nó có thể lây qua cho một cái người khác. Thì tất cả mọi người khi tiếp xúc với những cái nguồn nước hay thức ăn hay cái phân của bệnh nhân đó, đều có khả năng là bị nhiễm cái con giun tóc này nha. Và về miễn dịch thì nó cũng giống như những cái bệnh giun khác, là nó không có khả năng bảo vệ ha. Rồi đây là hình ảnh của cái con giun tóc này mấy anh chị. Ở đây mình thấy cái hình ảnh của nó ha. Ở trên cơ thể của nó thì nó có hai phần nha. Một cái phần là nó mảnh thôi, nhưng mà một cái phần là nó dày ha, một cái phần là nó dày. Vậy thì ở trên cái phần mảnh đây là cái đầu của nó này mấy anh chị, cái đầu của nó là ở trên này ha, còn cái phần dày là cái đuôi của nó nha. Cái đầu mảnh của nó là đây ha, cái đầu của nó đây, còn đây là cái đuôi của nó. Vậy thì đây là hình ảnh của một cái con giun tóc đực và một con giun tóc cái ha. Cái con giun tóc đực là con này nè mấy anh chị ha, đây là con giun tóc đực. Tại vì sao mình biết ha, thì mình sẽ nhìn thấy cái đuôi nó cong nha, và nó có một cái gai sinh dục ở cuối cái đuôi của nó. Đây là con giun tóc đực ha. Rồi con giun tóc cái thì cái đuôi nó sẽ thẳng quá chị, cái đuôi nó sẽ thẳng ha. Rồi về vòng đời của cái con giun tóc này á thì nó sẽ ở trong phân của người bệnh nha, nó ở trong phân của người bệnh ha, và nó được thải ra bên ngoài theo phân luôn ha. Đây là hình ảnh của cái trứng nè mấy chị, cái trứng do giun nỉ ra nó sẽ được thải ra bên ngoài theo phân ha. Cái trứng này nó cần cái điều kiện môi trường bên ngoài á ha, bên ngoài cơ thể người để nó phát triển nha, để nó phát triển, nó nhân lên các tế bào của nó ha, nó nhân lên, nó phát triển thành các cái giai đoạn khác nhau, sau đó là nó theo các cái thức ăn, theo các nước uống ha, hoặc là có thể lây trực tiếp nha, trực tiếp đi vô trong này. Cái này không lây trực tiếp mấy anh chị, nó đi theo các cái thức ăn, nước uống, nó đi vô trong cơ thể người ha. Tại vì đối với cái con giun tóc này nè, nó có cái giai đoạn là nó cần cái giai đoạn nó phải ở ngoài đất nha, ở ngoài môi trường nó phát triển ha, thành thử nó không có lây trực tiếp nha. Thì khi mà nó đã phát triển thành một cái trứng qua nhiều giai đoạn rồi á, thì lúc này nó xâm nhập vào trong cái đường đường tiêu hóa của người á, qua các cái thức ăn, qua các cái nước uống, thì nó đi vô ha, nó đi qua được cái dạ dày luôn ha. Thì ở đây mình chỉ thấy là đối với những cái giun, cái con giun mà nó lây bằng cái cách là nó do cái trứng nó xâm nhập á ha, thì nó có khả năng là nó kháng lại axit một với một mức độ nào đó ha. Thì như nãy con giun móc á, nãy có một anh mới hỏi á, cái con giun móc nó cũng thế ha, nó cũng có một cái mức độ nó kháng axit nha. Vậy thì khi nó đi qua dạ dày nó cũng có khả năng là nó bị tiêu diệt, tuy nhiên nó bị tiêu diệt một phần, còn một phần nó có thể kháng axit đó và nó đi xuống, đi qua dạ dày, nó đi xuống cái đoạn đoạn ruột non ha, nó đi xuống đoạn ruột non. Vậy thì cái trứng giun đi tới ruột non á, nó sẽ bắt đầu nó nở ra ha, nó nở thành những cái con ấu trùng, và những con ấu trùng này nó sẽ di chuyển tới cái đoạn manh tràng và cái đoạn đại tràng lên để nó sinh sống ở đây ha, nó sinh sống, nó ký sinh ở đây, rồi nó lại khi nó trưởng thành nó lại tiếp tục cái vòng đời của nó tiếp ha. Rồi vậy thì về mặt lâm sàng, về mặt lâm sàng của bệnh nhiễm giun tóc này á thì hầu như là bệnh nhân họ cũng không có cái triệu chứng nào. À, hầu như họ cũng không có cái triệu chứng nào, phần lớn bệnh nhân là họ sẽ không có triệu chứng mà anh chị. Tuy nhiên có những bệnh nhân họ có xuất hiện một số cái triệu chứng ha, như là có cái hội chứng giống như lỵ mấy anh chị, giống thôi ha. Thì hội chứng lỵ nó sẽ bao gồm ba cái triệu chứng. Cái triệu chứng đầu tiên đó là đau bụng, và thường là đau bụng dọc theo khung đại tràng nha. Cái triệu chứng thứ hai đó là tiêu phân nhầy máu ha, và cái triệu chứng thứ ba là mót rặn. Mót rặn có nghĩa là đi phân xong cảm giác còn phân á mấy chị, đi tiêu xong mà cảm giác vẫn còn phân á thì gọi là mót rặn ha. Vậy thì một số người bệnh mà họ bị nhiễm con giun tóc này nè, họ cũng có cái triệu chứng gần gần giống vậy, triệu chứng cái hội chứng giống lỵ ha. Thì người bệnh họ cũng đau nha, họ cũng đau đại tràng, và thường là đau cái vùng cái đại tràng lên đây nè mấy anh chị nha, tại vì con giun nó ký sinh ở đó ha, đau cái vùng hố chậu phải đại tràng lên đây nè ha. Rồi họ cũng có cái triệu chứng mót rặn luôn ha, cũng có cái triệu chứng là đại tiện và đại tiện nhiều lần, và có thể lẫn với nhầy máu nha.
cơ thể lẫn với nhầy máu. Khi mà phân lẫn với nhầy máu mấy chị thì nó sẽ có cái, nó sẽ ra cái tình trạng là nó nhớt nhớt mà đỏ đỏ giống như máu cá vậy ha. Nên đôi khi mấy anh chị đọc các cái tài liệu mà anh chị thấy là phân phân nhớt như máu cá, có nghĩa là vừa có nhiều nhầy mà vừa có máu nữa ha. Rồi có những người bệnh mà họ bị nhiễm dung tóc á, thì đôi khi họ có những cái ban dị ứng nha, có những cái ban dị ứng để nó gợi ý cho mình ha. À, và khi trong tình trạng nhiễm nhiều và kéo dài á, thì tại vì con dung tóc nó ký sinh nó cũng hút máu của mình ha, thì nó có thể gây ra cái tình trạng là mình bị thiếu máu thiếu sắt nha, thiếu máu thiếu sắt. Rồi tình trạng thiếu máu nó nặng hơn á, nó có thể ảnh hưởng tới cái suy tim, nó ảnh hưởng tới tim, nó gây ra suy tim ha. Thì lúc đó mình nghe tim mình sẽ có thể là nghe những cái âm thổi bất thường nha, nghe những âm thổi bất thường hoặc là thấy có phù ha, thì coi chừng có những triệu chứng này thì coi chừng có suy tim do thiếu máu. Rồi về cận lâm sàng thì ở đây mình cũng sẽ làm cái công thức máu ha, và mình cũng thấy cái bạch cầu ái toan nó tăng, và nó tăng trong cái giai đoạn mà nó lúc mà mình nhiễm cái con mới nhiễm cái con giun này á nha, và mình làm cái xét nghiệm là tìm cái trứng của cái con giun này ở trong phân nha, thì mình sẽ thấy cái trứng của con giun tóc này nó hình dạng như thế này nè mấy anh chị, ở trong phân ha, mình soi ra mình thấy cái trứng giun. Rồi về điều trị thì mình có hai thuốc điều trị ha, là cái Abenazol với lại Mebenazol ha, và mình điều trị trong vòng 3 ngày. Rồi mấy chị lưu ý chỗ này nó có một cái sự khác biệt với cái liều thuốc ở những cái khác á ha. Thì đối với cái Mebenazol ở những cái nhiễm giun khác nó là 500 mg nha, còn ở đây người ta uống là Mebenazol 100 mg và nhân 2 lần trong một ngày ha, và đối với những cái thuốc này thì uống 3 ngày nha. Rồi về dự phòng thì mình cũng sẽ tuyên truyền giáo dục cho người dân họ nâng cao cái vệ sinh ha, họ nâng cao cái ý thức bảo vệ vệ sinh, bảo vệ môi trường ha, xử lý hợp lý các cái phân cũng như là các cái hố xí nha. Rồi họ phải vệ sinh ở đặc biệt là những đối với những cái nơi mà có tập trung đông người á nha, đặc biệt là những cái nơi mà tập trung các cái trẻ em á, thì tại vì những cái nơi này nó dễ lây ha, nó dễ lây, và mấy cái đứa nhỏ nó không có đảm bảo được cái vệ sinh tốt bằng người lớn ha. Rồi chú ý cái việc rửa tay ha, và tránh ăn những cái rau sống nha, và ăn thức ăn thì nên là rửa kỹ và nấu chín ha, nấu sôi ha. Rồi qua một cái bệnh cuối cùng đó là bệnh giun kim nha. Mấy chị có hỏi gì về bệnh giun tóc không mấy chị?